cũng xin xin tự giới thiệu thì mình hiện là mình là Thanh và hiện đang là đại lý chi nhánh tại VSA. Hiện mình đang kinh doanh và làm việc tại Hà Nội. Thì cái sản phẩm dầu gội và cái bộ combo của bên bên nhà cung cấp Phú Thái này thì mình cũng đã biết qua một thời gian gần đây nhất, và cũng chia sẻ mọi người trước đấy đó, là mình bây giờ thì mình năm nay thì cũng 46 tuổi rồi, cũng khá lớn tuổi rồi. Thế nhưng mà trước đấy là mình cũng rất tự hào luôn cái mái tóc của mình luôn nhá. Và mái tóc của mình là dày và rất đẹp luôn. Và mỗi lần khi mình đi đến hiệu tóc ấy thì mình cắt tóc này, rồi là mình cắt tóc về thì hay làm thì mọi người đều, kể cả những tất cả mọi người, từ đến cô chủ hiệu tóc tóc đến tất cả mọi người bảo sao mà tóc đâu nhiều quá. Đó, thế cho nên là mình nhiều khi mình rất chủ quan về cái mái tóc của mình. Nhưng mà sau cái đợt vừa rồi á là tại vì mọi người cũng biết là khi mình tiêm mình không bị COVID nữa, nhưng mà mình thứ nhất là bây giờ là mình lớn tuổi rồi này, và sau đấy là mình tiêm cái vaccine COVID cái mũi thứ ba ấy, thì coi như cũng gần như là mình là bị qua một lần COVID đúng không? Cho nên là tự nhiên thấy mình không để ý, tự nhiên thấy coi là tóc mình rụng nhiều á, có rụng trên sàn này, rồi là rụng trên sàn, rồi là lúc mà mình nằm đấy thì rụng cả ra gối luôn. Rồi có một hôm thì có cô em chồng đến, cô bảo chị Thanh ơi, trời ơi chị Thanh ơi, tóc của chị bị hói rồi luôn này. Đó, thế là mình mới giật mình hoảng hốt luôn. Và nhất là cái hôm mà đi chụp ảnh đấy, đi hôm chụp ảnh ấy, cầm cái ảnh bó hoa mặc áo dài chụp cúi cúi xuống ấy, trời ơi này, cái chỗ đầu này của mình nhá, tự nhiên mình thấy coi là một đường nó rộng to luôn trên đầu mình. Thế là hoảng hốt quá, mình bảo chết rồi, kiểu này phải lo ngay đến xem cái sản phẩm nào để mình có thể là sử dụng để giảm cái tác dụng luôn cho mình. Và cũng lúc đấy mình mới lưu ý ra luôn là mình gội á, là mình bị nó rụng tóc rất nhiều luôn, và lúc nhiều khi mình tóc nhiều quá tóc dày cho nên mình chả thèm để ý luôn đấy. Đó, thế là lúc bây giờ thấy mọi người nói nhiều rồi là chụp ảnh lên thì thấy kinh khủng quá, rồi mới giật mình mới phát hiện ra như vậy. Và hôm đó thì là bên nhà mình được bên nhà cung cấp Phú Thái ấy, thì gửi cho cái sản phẩm trải nghiệm ấy, và mình trải nghiệm luôn sau khoảng một tuần, khoảng mình gọi tầm khoảng 2 đến 3 lần luôn á, thì mình thấy coi là tóc giảm cực kỳ hiệu quả luôn, và tóc tóc giảm rõ rệt luôn đó. Và hiện giờ thì mình đang sử dụng một thời gian dài và mình đã thấy là tóc con mình mọc lên khá nhiều, và nó cái đường môi các thứ của mình ấy nó cũng đỡ hẳn luôn ấy, chứ không hồi cái hồi mới chụp ảnh luôn kia là trông trông kinh khủng luôn á. Đó, thì cái sản phẩm này của mình thì mình sản phẩm bên nhà cung cấp Phú Thái này, lúc mình gội ấy thì mình điều đầu tiên cảm nhận là nó sẽ hơi 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 zip một chút, nó không được nhiều bọt như các sản phẩm khác vì cái độ pH của nó là 6,5. Đó, và nhưng mà được cái là lúc cái dầu xả nó cũng rất thích luôn, và mình thì mình thường xuyên sử dụng cái xịt tóc ấy. Cái xịt tóc lên trên đỉnh đầu có nghĩa là rảnh thì mình xịt rảnh xịt luôn, và hiệu quả là rất thấy hiệu quả luôn, là sau một thời gian ấy sử dụng là một bộ là mình đã thấy là cái tóc còn mình mọc lên rất khá nhiều luôn. Và mình thấy là dùng mình dùng có thời gian ngắn thôi, tầm khoảng tháng thôi, nhưng mà tóc của mình mà cái sản phẩm cái chai dầu của mình vẫn còn rất nhiều. Mình ước lượng mà tóc với cái tóc ngắn của mình chắc mình tầm cũng phải được 3 tháng luôn ấy, mà tầm khoảng gội một tuần khoảng là 2 đến 3 lần. Đó, thì mình thấy trải nghiệm sản phẩm thích quá, mình cũng đã mỗi lần mình đi dùng gội ở bên 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 hiệu tóc ấy là mình vác đi gội luôn. Vác đi gội xong là mình ngồi mình nói chuyện, xong rồi chia sẻ luôn với cả cô chủ hiệu tóc loanh quanh mình ra, là mình cứ đi đi không, từ lúc mình có chai dầu gội này là mình sẽ không đi gội ở ở cái hiệu tóc thường xuyên của mình nữa. Loanh quanh mình cứ đi chạy từ hiệu tóc này sang hiệu tóc kia vác theo cái dầu của mình, và cũng có rất hiệu quả luôn nha mọi người nhá. Là có rất mình cũng sẽ chia sẻ được vài sản phẩm, và cũng là có vài cô chủ hiệu tóc là cũng có ưng ý với sản phẩm của mình và đang 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 giới thiệu sản phẩm cho mình luôn. Đó, thì cái sản phẩm mình thấy là cái sản phẩm này là mình cũng nghiên cứu và thấy so so với xem cái sản phẩm khác trên sàn đấy, sàn Shopee, Lazada ấy, một cái sản phẩm cùng loại luôn, là giá cả là của mình ấy là cũng không hề đắt luôn, nó chỉ 1.050.000, mà hiện giờ bên nhà cung cấp Phú Thái ấy thì lại đang là có cái sản đang có cái khuyến mại cực kỳ hấp dẫn luôn, là mua 3 bộ tặng một bộ. Đó, là mình đã được chiết khấu rồi nhá, xong lại được mua 3 bộ tặng một bộ, và lại còn được cái phần thưởng tuần, phần thưởng tháng, phần thưởng tốc chiến 90 ngày của bên nhà cung cấp Phú Thái nữa, thì dạy gì chúng ta không chia sẻ đúng không ạ? Thế nên mình cũng tranh thủ mình đi chia sẻ luôn, và cái đối tượng khách hàng của mình ấy thì là mình chia sẻ với mọi người là nhất là mình đang lớn tuổi rồi thì mình hay chia sẻ với các bạn là
phụ nữ sau sinh, có nghĩa là mình cứ tâm mấy cái bà bầu mà mẹ sau sinh nhưng mà đi gội tóc ấy, là cũng mình cũng lân la nói chuyện và chia sẻ. Rồi là mình những cái chị em mà cái tầm tuổi như mình, bạn bè như mình ấy thì là cũng lớn tuổi rồi, thì mình nghĩ là kể cả con trai hay con gái luôn thì cái tầm tuổi như mình thì chắc chắn là nó sẽ bị ảnh hưởng tới nội tiết tố, và kiểu gì là cũng, nhất là bây giờ mọi người ai cũng tiêm mũi ba rồi ấy, thế kiểu gì là tóc cũng bị dễ bị rụng luôn như mình luôn đó. Cho nên cái hậu quả sau cái vụ dịch này là chắc là cũng ảnh hưởng tóc của mọi người rất nhiều luôn. Cho nên mình chia sẻ, mình mạnh dạn mình chia sẻ với cả rất mọi nhiều người, và là cũng đã có một cái số hiệu quả, nhất là những cái đối tượng mà tầm từ 35 tuổi trở lên ấy, 35 tuổi đến 55 tuổi mình hay chia sẻ luôn đó. Và còn có cái cô lớn tuổi ngoài 60 tuổi vẫn thích sử dụng cái sản phẩm của mình để cho tóc mọc lại luôn đó. Thì mình ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy về cái sản phẩm của bên bộ bộ sản phẩm dầu gội như bà. Ngoài ra là mình cũng chia sẻ luôn là mình ngoài dầu dùng dầu gội như vậy thì mình có dùng thêm, mình lớn tuổi mình hay dùng thêm cái nội tiết tố Effortshot để kết hợp luôn cùng đó. Thì hôm nay mình chia sẻ ngắn gọn như vậy cùng với mọi người về cái trải nghiệm của cái sản phẩm bên dầu gội, bộ dầu gội rụng tóc, chống rụng tóc và mọc tóc của Nghi Bàng, của bên nhà cung cấp Phú Thái, sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn của châu Âu, được kiểm soát của cái tiêu chuẩn ngặt nghèo của cái, rồi được kiểm soát được cái của các chuyên gia châu Âu, thì tại gì mình không dùng, đúng không ạ? Mọi người cứ mạnh dạn sử dụng với cái giá cả như vậy thì là cũng không hề hề đắt luôn. Nếu mà mình dùng với những cái dầu gội thảo dược của Việt Nam cũng đắt, cũng khá đắt luôn nha mọi người nhá. Rồi đến ví dụ mình ra hiệu mà mình gội cái gội bằng thảo dược mọi người của hiệu luôn, cũng tính long đong cũng phải gần 100.000 luôn, chứ cũng không hề rẻ đó. Cho nên là cái chi phí đấy thì mọi người có thể sử dụng được và chia sẻ được với mọi người. Và cái sản phẩm này thì cái Vibon cũng mình bán ấy, bán thì thường bán cả bộ luôn đúng không, bán cả bộ thì Vibon khá cao, cũng ổn để chúng ta có thể là kinh doanh mà tốc chiến được nha mọi người nhé. Cho nên mọi người cứ mạnh dạn chia sẻ cái sản phẩm này đã. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình nhé. Vâng, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều, đúng không ạ? Tất cả các anh chị em chúng ta hãy tung bông tung hoa cảm ơn chị Thanh với những cái chia sẻ quá tuyệt vời, đúng không ạ? Một cái sản phẩm đã giúp cho chị cải thiện được cái tình trạng rụng tóc, đúng không? Giống như bản thân Lan cũng vậy, thì rất là mê luôn. Bây giờ nói chung là chỉ có dầu gội Phú Thái thôi, chứ không có dầu gội khác có thể là lọt vào trong nhà mình nữa, đúng không ạ? Vâng, thì đây là một cái sản phẩm thì chắc chắn là những anh chị em nào, nhất là đặc biệt các chị lớn tuổi, đúng không ạ? Các chị thường có cái tình trạng là nội tiết tố đã suy giảm nhiều và cái tình trạng rụng tóc cũng không hề là ít đi, đúng không ạ?